được an tịnh. Một thời tịnh tọa giúp tâm chúng ta quay về an trú vào hơi thở để thu nạp năng lượng điều hòa tâm. Ngồi bán già thả lỏng toàn thân, mắt nhìn xuống, hít sâu từ từ vào thật sâu, đưa hơi thở xuống ngang điền, rồi trụ lại đó vài giây, sau rồi thở ra từ từ cho đến hết hơi. Cứ như thế từ 8 lần cho đến khi tâm chúng ta lắng xuống bớt các vọng tưởng. Chúng ta quan sát như vậy, thấy mình có lỗi lầm, có những điều xấu ác, thì tự hứa với mình rằng con sẽ cố gắng khắc phục những lỗi lầm ấy và sẽ không tái phạm lại lần sau.
cứ như thế mỗi ngày mỗi ngày. Chúng ta đều làm như vậy, dần dần chúng ta sẽ rời được việc xấu ác và ngồi với cái thiện nhiều hơn. Cứ tu tập như vậy lâu ngày, chúng ta đã chuyển được nghiệp xấu ác của mình trở thành nghiệp thành thiện. Sau đó dần dần chúng ta đi sâu vào công phu tu tập, an trú tâm mình vào danh hiệu Phật A Di Đà, theo hơi thở hoặc niệm thần. Nếu hơi thở nhiên theo câu Phật hiệu thì hít vào A Di, thở ra là Phật. Cứ liên tục như vậy. Nếu niệm thầm thì miệng niệm mấp môi phát ra âm thanh rất nhỏ, chỉ mình nghe không ảnh hưởng người xung quanh. Cứ như theo tiếng Phật hiệu như thế, miệng niệm tai nghe, tâm nhiên theo tiếng niệm Phật, liên tục như vậy, tâm chúng ta sẽ không bị vọng tưởng, sẽ được an lạc tồn tại ngay trong đời này. Niệm Phật một niệm phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt. Thank you.
Chúng